Tại Yên Bái, dịch COVID-19 cũng đang diễn biến khó lường. Riêng tại huyện Trấn Yên đã phải thực hiện phong tỏa một khu dân cư tại xã Việt Cường do liên quan đến đám cưới có người dự mắc COVID-19. Chính quyền địa phương đã khoanh vùng truy vết các ca F1, F2, đồng thời là tuyên truyền người dân chấp hành tốt các yêu cầu của Bộ Y tế. Ngay khi xác minh thông tin trường hợp công dân Vĩnh Phúc mắc COVID-19 dự đám cưới tại một gia đình ở thôn 3 xã Việt Cường, Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên đã quyết định phong tỏa khu dân cư đội 10, thôn 3B xã Việt Cường, huy động lực lượng tổ chức rà soát truy vết. Các lực lượng công an, quân đội, y tế và các tổ chức đoàn thể được huy động tập trung vào cuộc ứng trực tại hai chốt ra vào khu dân cư. Lực lượng công an quân sự đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí là công an và thôn đội trưởng và dân quân trong xã trực 24/24. Thì ngoài ra thì còn vận chuyển đồ nhu yếu phẩm cho người dân ở trong khu vực bị cách ly. Mọi người dân chúng tôi ở khu vực này chấp hành mọi các quy định của nhà nước đã đưa ra. Như nhà tôi đây thì cũng lúc xảy ra dịch bệnh này thì chúng tôi cũng đóng cửa rồi là hạn chế đi ra ngoài đường, rồi là chỉ có trường hợp đi mua yếu phẩm thì chúng tôi mới đi ra ngoài đường. Với sự quyết liệt, các ngành chức năng đã thực hiện truy vết 219 trường hợp F1 và 482 trường hợp F2. Tiến hành lấy được 219 trên 219 mẫu xét nghiệm của F1 gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và chuyển các trường hợp này ra khu cách ly tập trung của tỉnh. Cùng với đó, cán bộ y tế thực hiện phun tiêu độc khử trùng tại khu vực nhà đám cưới và các khu vực phong tỏa. Đối với người dân thì rất là tán thành rất cao và cũng chấp hành rất là tốt. Thì là toàn bộ người dân thì giờ tự trong nhà cũng nhà nào ở nhà ý và cũng bảo đảm tốt về công tác khử khuẩn, công tác phòng tránh dịch bệnh lây lan tiếp trong cộng đồng. Hiện nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Trấn Yên xác định công tác chống dịch như chống giặc, tiếp tục chỉ đạo các ngành địa phương thực hiện truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến thôn 3B xã Việt Cường. Các lực lượng công an, quân sự bảo đảm các điều kiện an ninh trật tự, thực hiện nghiêm ngặt các quy định tại nơi cách ly tập trung, cách ly tại nhà, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.